Muốn biết đó quý vị có thể là đến với chồng sao tuổi trẻ như thế nào quý vị sẽ được bắt gặp. Còn ngay từ bây giờ dọn đi. Người ta biết hết rồi. Mình chưa làm cái gì biết. Tuổi trẻ mà chị hiểu không? Ở đây có những người lớn tuổi mà. Nhưng mà chị không hiểu không? Tại vì chị qua cái tuổi. Chị hiểu không? Chủ quyền con 20 con 20 con 20 là con cá cờ hơn chứ quyền chỉ cái miếng đó đó. Dạ 20 anh Tý. Ông nội tay đi bằng trời, ai lớp du nữa trời ơi. Đừng có bắn nhanh nha, bắn đi anh. Bây giờ còn 3 vé nữa quý vị, tranh thủ nha quý vị nha. Chắc có lẽ là một hai vòng đội nữa chúng ta sẽ bắt đầu đến với là cái phần thi của các đội với chủ đề là tuổi trẻ nè. Tuổi trẻ năng động. Năng động đó, quý vị mình nhớ ủng hộ bé Ba hết chưa?
dạ hết vé rồi quý vị nha, chúng ta bắt đầu chuẩn bị chờ số. Vé cho bên đây nè Khai ơi. Mình nói sơ qua một chút xíu thì trong khi quý vị khán giả ủng hộ vé thì tuổi trẻ năng động là như thế nào ạ? Là có thể có thể là xông pha tất cả mọi thứ, có thể là nắm bắt tất cả mọi thứ, công nghệ thông tin cũng như là mình khám phá, mình có thể là trải nghiệm tất cả mọi thứ. Giống như là ngày xưa mình không có những cái công nghệ thông tin nó thật là hữu ích đó, thì ngay từ bây giờ các em tuổi trẻ nè sẽ có rất là nhiều cái năng động, những cái hành trình chúng ta có thể là khám phá được, cũng như thay đổi cái bản thân của mình. Dạ, quý vị mình muốn thay đổi bản thân của mình, ví dụ từ mà khi mà mình đói mình có thể lên đây ủng hộ lạc xưởng 20 ngàn một cây không quý vị nha. Mình có thể qua đó mình ăn thử cũng được, tại vì con hương nó đang quẩy bẫy ở trên đó kìa. Ủa như lạc xưởng chỉ còn có vài ký thôi phải không anh Hương? Ủa có mình tuổi trẻ biết ăn thôi hả? Đâu có, ví dụ như là người lớn con nít được biết ăn hết trơn chứ. Năng động mình đi chung với người già người lớn tuổi, thì ví dụ như mình là tuổi trẻ mình xong qua mình đến đó mình mua mình ăn thử cảm thấy nó ok mình về nó cái này ngon này cô này chú này mẹ nè, cái mình mua mình cầm, cái tự nhiên người lớn cái thân thương cái mai hút tết nhất cái ta cầm đi về cái ta tặng biếu gì đâu đó. Cái đó là một hình dạng của tuổi trẻ, không phải là hình dạng em, cái gọi là gì? Không phải là hình dạng, cái đó gọi là một cái thể, một cái gọi là cái dạng thể của không phải là dạng thể đó. Một cái gọi là cái biểu hiện của tuổi trẻ. Đúng là cái biểu hiện đó, cái biểu hiện là năng động, cũng như là mình phải thật sự là mình phải lanh lẹ nè, mình bắt chụp tất cả mọi thứ để mình có thể là hành động, mình có thể là tóm gọn, mình thâu tóm tất cả mọi thứ lại cho người. Chị nói hồi giống như là tuổi trẻ với cái động sao mà cái gì mà thâu tóm rồi nhét vô rồi nó nghe ghê vậy chị. Thôi giờ mình sổ đi dòng sao. Nó đâu có phức tạp đến mức độ đó. Ý em nói hôm nay chúng ta mang cái nguồn năng lượng trẻ là như thế nào, có nghĩa là như thế này nè quý vị. Khi chúng ta còn trẻ, chúng ta có thể làm được những cái gì ở tuổi trẻ ngay. Ai lụi quên. Đừng làm cái đó nha. Em xin lỗi. Em mới một em mới nói. Không nha. Mày vừa phương phương cái gì vậy? Mày vừa nói con thoại gì vậy? Không, nó chưa có nói tầm bậy em. Em nghe tầm bậy đó. Nó chưa nói gì hết. Không. Nó chưa nói hết. Em đừng có suy nghĩ bậy. Nó chưa nói gì hết. Bởi phải quý vị, nó chưa có nói gì hết mà. Trên mạng người ta có nói một câu nói là mấy đứa mà hay nói đạo lý thường sống như cái gì mày tự hiểu nha, cho nên mày làm ơn mày đừng có nói đạo lý nữa giùm tao nha. Rồi được chưa? Dạ em đang tính nói là tuổi trẻ chúng ta nên không bây giờ nếu mà quý vị mình muốn biết đó, quý vị có thể là đến với dòng sao tuổi trẻ như thế nào quý vị sẽ được bắt gặp. Còn ngay từ bây giờ dòng số đi, người ta biết hết rồi. Mình chưa làm cái gì biết tuổi trẻ mà chị hiểu không? Ở đây có những người lớn tuổi mà. Nhưng mà chị không hiểu không? Tại vì chị qua cái tuổi. Chị hiểu không? Em cần đấy là tuổi chị. Chị hiểu không? Mẹ. Mẹ thương bao con, thân gái đủ trâu. Mai kia bố nó con đi lấy chồng. Ủa tiện hai mẹ con cái ôm nhau chết chùm vậy? Câu của lúc này là mẹ tiễn con đi lấy chồng đó. Không, mình số đi. Bữa nào mình làm chùm chùm chăn ủ nhà kia nha. Chăn ủ nhà đó vô mà. Ok chưa nè. Hay nè, bài này hay nè. Ok nè. Chạy hành lý anh mang. Ủa bài đó không? Mẹ nói chồng giả thanh đi, chồng giả thanh. Hợp tác vậy chứ. Sao mấy chỗ đàn ôm cái đàn hãy
Không phải con quý tỷ. Ổng hết cái để hãy rồi mà. Tại sao mà lại phải ôm cây đàn? Bây giờ nếu mà ổng không hãy thì bà Quyền phải chết, đâu có ra số được. Thì ôm cái đàn hãy thì có gì đâu xuống. Không, sai, cái ý này là không phải gì đó. Bây giờ hỏi khán giả đi, bây giờ em cứ dưới hỏi nhờ bộ kiếp nhìn chị đi. Hỏi cái gì chị? Bá Nha vội vàng sao? Em bá Nha vội vàng sao em? Ủa? Thằng nhỏ nó không biết đi đi đâu mà đừng có hùng, nó sợ lắm đó. Sợ lắm chị. Trời ơi, nó không biết đi đi đâu người ơi. Trời ơi, mình thì không sao chứ hả? Bình thường người ta kiểu như trong lòng người ta giữ trong lòng á, nhìn chị ở nó tôn trọng tại vì xã hội vừa văn minh rồi, chị hiểu không? Nhìn chị nhưng mà thật ra trong sâu bên trong mỗi người á chị, nhìn chị người ta kêu là tợn. Ủa, nãy giờ chị chưa làm gì luôn á, tợn gì? Ý là em nói là con người á chị, khi mà mình có một cái vấn đề gì xảy ra, người ta sẽ lôi cái giới tính mình đang nói đầu chị. Đúng. Chị hiểu không? Đó bây giờ mình rất là văn minh. Bởi vì chị đâu có nói là cái vụ mãi gì đâu, không có. Mình có cái lồn cái lớp học từ thiện nhân dân rồi không ạ? Không, bây giờ tôi sao rồi. Em không thấy cái gì nè. Nghe tiếng anh ca trên dòng sông dài bóng, lòng đơn lân như giấc mộng chưa tà thơ. Tân thân ông anh có biết, bên em cũng có dòng sông. Anh mang bồi cái đồng bằng thiên á, và có đâu ơi, và có ngày 27. Cái này nó mới ra nè má. 27, mẹ có nói tôi trước. 27 mấy chị đây con có chị đây, con chị đây à. Con chị đây con có chị đây, con chị đây con có chị đây, con chị đây à. Mẹ chị đây con có chị đây, con chị đây. Em đi chơi thuyền trong áo cầm chiên, chim kêu hót mừng chào đón xuân về. Thì em thì con dịch nó tơi. Thì em thì con rồng nó bay. Má chẳng em ngồi yên khi đi chơi thuyền. Kỳ vậy, mình đàn ông mình chịu đàn ông đi đúng không? Rồi mình làm lợi chị Ba, vô. Hạ xuống hai tông, lon. Xuống gì đam mê, gì đam mê, gì đa. Mầm lòng những người yêu nhỏ bé, cuộc nhân ca bất hồi tới. Đường chúng ta dù nằm dù nhỏ, dân thức nhau điều lý. Chỉ đẹp là con 18, con 18 cái con 18, con 18. Con mười một cái 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 con mười một c
xuống thì ra, xuống thì ra, cái xuống thì đây, xuống thì đây. Trên ơi trên theo em thì quên đi trên, mình về xuống dòng sông nước mà miệng tay. Có bên nước bò đen cái thú được, mình uống nước vừa rồi mình đi Long An. Trên ơi trên qua đây, thôi người miền Tây, trên nơi tôi đã ta cái lô tô. Trên lô tô đã về, tối về ngủ yên mai mình đi Long Xuyên đã còn vốn chủ quyền. Còn mấy chị đây, mấy chị đây, mấy chị đây. Nhất đây tại anh không tự tàu qua. Nước ra quê em quê cá con nhà. Cho tôi tắm là bóng người trang. Cho tôi kinh trang một tiền lấp bằng. Đôi dài tại nghe sắc kém chi ai. Đôi dài tại nghe sắc kém chi ai. Anh nhìn làng cho con em nhất làng ngoài. 42 vừa mới chạy xuống luôn rồi, có quá nhắc chạy đọc giải quá nhắc rồi cái gì rồi rồi hổ em trúng nữa hả? Bây giờ rung nốt, bây giờ rung nốt của em á là em không có được rồi. Bây giờ em thử em whistle đi, em hát được hát rồi mình nghe đi. Rất cao á, rất nghe, cao nghe chị xỉu luôn á. Nghe đi, hát đi em. Thôi em xả được có hát rồi á. Nó nghe muốn hát cao không? Muốn chạy lên trên lầu rồi đứng hát. Chị ơi, cái cao về địa lý chứ không phải cao gì cái âm quản. Con, thực sự cái whistle rất là độc đáo nha. Chị biết làm không? Nghe như hỏi là tiếng ai bóp cổ vậy đó má. Chị biết làm không mà chị nữa. Chị làm thử đi. Chị ơi, chị ơi, nhìn dường như con chó sóc vậy đó chị. Cái mặt chị con chó sóc. Chị xin lỗi nhưng bây giờ không có hơi. Quý vị ơi, quý vị đã có ghét chứ ạ? Sao hay đánh chốc lãng quá trời đi. Làm không được mà trời ơi, bộ. Biết ai không, biết ai không, biết ai không? Ai? Kim Kardashian kìa. Không biết phải chị Kim không? Phải chị Kim không? Trời ơi, rồi chị Kim qua đồng bán vé rồi chị Kim. Chị Kim ơi, nếu mà chị phải là chị Kim Kardashian thì chị nhảy lại đó chị. Chị lại thấy chị Kim chỉ quá. Em ơi, mình bớt quăng mấy cái miếng nội bộ được không chứ? Khán giả người ta không hiểu. Trời đất ơi, chị Kim quá trời kìa. Dạ. Kim Ma Sư Dương. Rồi dạ, quý vị khán giả ơi, trên tay của những người đẹp chỉ còn một vài tờ lá vé thôi. Quý chị bà con thương bác thương tình là ủng hộ cho bên trên chúng em nha. Dạ, ai chưa có vé thì giơ tay lên giùm em đi hả? Trời ơi, chị Kim. Dạ rồi, nếu mà quý vị khán giả đã có vé hết rồi, em xin mời quý vị khán giả hướng mắt về sân khấu để chuẩn bị cho số. Kính chúc quý vị khán giả có một vòng loại may mắn à. Em ơi đừng chết. Dạ người đẹp cầu cầu chưa thấy tiền ra mình vô tay lên giúp em nha. Em ơi đừng chấp bóng tới trước mắt sẽ bắt em đi. Em ơi đừng lo em ơi cho tương lai vững chắc. Rồi trong mỏ mặt có chút tiếng nói với quý chị vì dạ trai mấy cái thao luôn rồi. Em ơi đừng lo 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 em anh nhớ trong phải hả? Anh đi vào sâu thì quên sao nhỉ? Chiếc yêu thương người sẽ còn mãi nơi này. Tình một người mới. Anh yêu một người có biết mong mẹ chơi.
chị đây, trời quá. Xuống chị đi con, xuống chị đi, xuống chị đây. Anh, nghe anh. Anh không yêu em, anh không yêu em, anh không thương 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 em, 27 con 16 mấy chị đã xô chị đau ấy chị đây cho đua cây cái chị đời đâu năm hôm lại kịp rồi mà đăng cái con 12 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 mấy chị đã bốn chị đây bốn chị đã bốn chị đây bốn chị đã 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 đâu đâu cũng có lý tình đâu đâu cũng có tay 47 kéo cái cho nó hơi rồi hả? Kéo đi kéo đi. Hả? Hả? Anh đâu cho kéo đi. Ghê quá. Kéo xong tới ngang vậy vậy nè em. Vậy nữa. Ừ. Có má cái này là ai mốt không quen mới nhảy má còn tôi hút quen rồi tôi thấy nó ok. Đô nó nặng lắm. Rồi mà bây giờ là cái gì mà phải đun nặng hơn nữa. Lấy cái bình chữa cháy cho nó hút đi. Để chị chà miếng nách của em chị bỏ vô đây là kéo một cái là sẵn vượt luôn. Rồi để em kéo lại nữa có đủ đô em chưa? Số gì đây à? Ai ở đây? Bình thường đúng không chị? Bình thường đúng không? Chị thấy bình thường đúng không? Con mọc trà hôm nay cái này nó câu từ bồn cầu ra đứa nào kéo một cái đi. Sáng má nào sáng tạo vậy? Trời ơi, trời cái bồn cầu từ đó đó má ơi. Má nào kéo một cái hả? Cầm tí hả? Tháng sau hả? Không phải, cái này là cái chân rúng của nó. Hút vô. Trời ơi. Cái chân rúng của phòng diễn xuất ai vậy? Ôi, chị diễn sao quá à. Ai dạ gì mà diễn dễ chân vậy? Ok không? Được không? Cảm giác sao? Biết làm biết cái này là biết cái gì không? Cái gì? Say xe. Nó là say xe đó má, ói vậy đó má. Chứ không có ai mà phê mà ói chứ má. Bị đau bao tử. Chị, em nói vậy là tính ra cái nách chị như cái hầm xe vậy đó. Thùng. Nách của bà là nguyên cái xe buýt luôn á má. Sổ đi mấy má thôi. Em 4 giờ nó lộn quá giờ. Mày gì đây à? Không. Tôi không còn mà yêu em nữa. Không. Tôi không còn yêu em nữa. Em ơi à, tình đời phải trắng đời đen. Tình đời là lắm con em. Tình đời còn lắm đam mê. Bên tình không số 100 là number 1 là chiếc lá cờ thơ. Rồi cái số 1 là có một chữ nhân đạt giải luôn. Rồi cái này số 6 chứ phải chữ giấy dây nha mấy mẹ. Trời ơi. Rồi. 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 Rồi chữ nhân là đạt giải con số 1 đúng không ạ? À?